Trời ơi, thôi tưởng là vũ lắm. Mập từ lâu luôn á. Thấy cục dược chính nè. Đâu rồi mà chê. Thôi vui vẻ làm công việc chính cái. Đó là xử lý hai trái bình bát. Quá trời đã luôn rồi. Ôi ôi. Ôi ôi. Chưa bẻ đã có một trái rụng rồi nè. Cái này cũng rụng như các hoa am kia. Gì dạ. Trời. Kéo vô chắc cuộn cuốn quá. Bình bác ơi. Bình bác. Ok. Ê. Ở hôm sau còn cuốn. Còn cuốn, còn cuốn. Còn cuốn là được à. Ôi ôi, hàng này là lỗi nhất luôn. Cái này ngon hơn, cũng hên gớt chứ mương không dập. Tới mùa bình bát rồi. Vô rồi. Hai cái này đăng mạng bán trái chịu gửi. Bự để ông khác đi hỏi dập nữa, để túi ông khác nữa rồi, còn vô trong kia còn nữa. Giờ là ngày nào cũng phải đối mặt chứ khoai mì nghe các bạn. Giờ mình đi bẻ bình bát nha mấy bạn. Mấy bạn thấy hàng chưa? Chà bá luôn mấy bạn. Bữa nay trúng rồi. Nay trúng bình bát rồi. Bình bát. Ôi ôi. Ngoài kia trái nữa kìa. Rồi coi trái bình bát nó bự nè. Ôi ôi. Quá trời đã rồi. Để mình để máy rồi mình leo ra ngoài kia mình bẻ. Cây bên đó thì hai trái nữa đó mấy bạn. Vô rồi. Ba trái mấy bạn ơi. Sao bẻ rồi. Phải qua bên kia bờ mới bẻ được trái này mấy bạn. Trái này cũng chào bá nữa nè. Ê tẻ tẻ. Đây, 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 đây. Xem tay mừng. Còn trái trong đó đó. Đó. Để kiếm được bẻ nó. Trái đó hết sẽ ngon. Hai trái cho bá luôn. Xem tay mường. Ồ.
còn hai, còn cây đó hai trái nữa các bạn, ngoài kia ăn trái nữa, cây này hai trái nha các bạn. Cây này được 3 trái các bạn. 2 trái trên cây, 1 trái rụng dưới nè. Một trái này mới như rụng rụng 2 ngày rồi, chắc ăn không được. Ok. Lượm về rồi mở ra thử cho nó làm sao mấy bạn. Đó. Còn trái ngoài kia nữa, mình bẻ xong mình tổng kết luôn các bạn. Đó, cây này là bắt đầu nó gỗ chín nè các bạn. Cây này mình mới bẻ giờ nó chín nữa nè. Nè. Không, mới quang đêm 1. Mới quang đêm 1 nè. Có trái chín rụng rồi nè. Đây, còn trái này nha các bạn. À, ngay đây nè. Trái nắng mà chắc bạn không thấy đâu. Để mình bẻ xuống. Tính đâu một trái qua đây cuối cùng tới 3 trái luôn nè. Đó con trái nữa kìa. Ngay chân ổ ổ chim ổ cò vậy luôn kìa. Để lá cây mình chọt. Chọt trái bên bát nha các bạn, chứ không có chọt ổ. Lá cây mình chọt cái nó rụng rồi. Chúng cái gì lủng lỗ rồi, thiệt tình. Xấu trái bên bát của người ta. Ồ, bị hư các bạn ơi. Bị dồi. Dồi ăn rồi nè. Bình bát cũng có dồi nữa nha các bạn. Không dám dồi nha. Để mình đem ra mình tổng kết luôn. Giờ thì tổng kết bình bát nha các bạn. Đó. 2, 4, 5 trái phải không? 6, 7, 8 8 9 10 11 trái. Ô, quá đẹp luôn. Rồi 1 trái mình bác nha các bạn. Góc này không đẹp để mình kiếm góc khác à. Đặc sản mình, đặc sản quê em. Sản quê em. Oh. Oh. Tuyệt vời luôn các bạn. Một trái bự, hai trái bự, ba trái bự, bốn, năm trái bự. Đâu rồi, trái dồi nãy đâu rồi. À, trái này mình chọt cái cuối nào mà bị dồi nữa các bạn. Nè, lỗ dồi nè. Lỗ này lỗ dồi nè. Nó ổ trong đây nữa, đang ăn ở trong á, ăn trong ăn ra. Giờ bên đây không đẹp hết sức đẹp ha. Nhưng mà vẫn còn ăn được nha các bạn. Này mình lột ra mình bỏ nửa trái, còn nửa trái mình ăn được. Thôi nhưng mà bỏ đi. Tại lấy lại quay đi cho đẹp nha các bạn. hai bốn sáu tám 10 trái. Trái này hồi nãy rụng, mình nghĩ trái này chắc bị dồi rồi nè bạn, nó rụng rồi này, nó rụng có 2-3 ngày gì rồi. Sao nhầm trái nó ngộ quá, mình mới thấy nó hơi ẩn vàng thôi nghe, nó hơi chà vàng thôi, qua bữa sau nó vàng hực luôn, gió bơ cái nó rụng, còn không là nó rụng từ lúc mà nó mới vàng cái tới lúc mình phát hiện là nó vàng thật, nó chín rồi. Cái này bỏ đi. Cái này thì hôm qua mình bẻ cây này nè,
sao không có thấy trên này đâu. Bữa nay cái dòm nó thấy nè, mới rụng nữa bạn. Dập này về ăn liền. Rồi mấy trái này nè, mấy trái tuốt ở đằng sau nè. Ui, dòm hết chiếc đá luôn rồi. Giờ thì mình đem về. Cái này mà mấy bạn bỏ bọc đem về nó dập hết trơn nha các bạn. Đường nào cũng dập trơn á, tại nó chín da mềm xèo à. Đó. Mình sẽ có một cách làm cho nó bớt dập. Đây, bạn thấy cái này không? Đây là cái lá đu đủ nha bạn. Đó. Mình sẽ làm gì mấy bạn sẽ xem nha. 2, 4, 6, 8, 9 trái hả? 9 trái mình cắt 9 lá đu đủ. Để cắt xong đi rồi mình sẽ quay tiếp. Giờ mình sẽ làm gì với lá đu đủ các bạn sẽ coi nha. Mấy bạn có biết trò này không? Đó. Thay vì người ta quấn giấy báo mình thì quấn với lá đu đủ nha các bạn. Đó, ghê không? Đó. Đó, xong để vô bọc. Ghê chưa? Đó. Cái này sao dập nữa đúng không mấy bạn? Hai trái. Đi quấn mấy trái không dập. Tại mấy trái không dập là trái bự. Đó. Xong giờ buộc lại nè. Đó, bảo đảm không dập luôn. Đó. Bạn thấy ok không? Giờ thì mình đem về thôi nha các bạn. Giờ khui hàng nha các bạn. Hàng nhiều quá rồi chắc để bán luôn á. Lót lá đu đủ luôn cho đẹp. Nhỏ. Hàng quá VIP luôn. Đẹp tuyệt vời luôn. Giờ ra bán luôn. Quá đẹp.